Chiều muộn một ngày giữa năm 1987, những người dân đánh cá trên sông Cổ Cò thuộc quận Cẩm Lệ bị một mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Quanh khu vực ao khi thấy quen đặt ao rau nên ban đầu mọi người bán tính bán nghi chuyện ai đó vô ý thức vứt xác súc vật chết. Lần theo mùi hôi thối đến chân cầu Đòn Xu thì phát hiện một bao bố buộc kín đầu nổi bập bềnh trên mặt nước. Những người ngư dân liền tìm cách vớt chiếc bao bố đang nổi dập dềnh đó lên bờ. Chiếc bao được mở ra, khi lôi lên bờ, ai nấy đều khiếp đảm, nhìn thấy trong bao là một thi thể đang thối rữa. Thông tin nhanh chóng được cấp báo lên cơ quan công an. Ngay lập tức công an quận Cẩm Lệ đã tổ chức lực lượng đến hiện trường xác minh, đồng thời thông báo vụ việc lên công an thành phố Đà Nẵng. Vụ án này nó nhức nhối lắm trong thành phố, nó rất nhức nhối, cho nên cái mà đem lại cái hiệu quả mà phá được cái vụ án này, tức là cái sự tập trung lãnh đạo từ ban giám đốc cho đến lãnh đạo phòng hình sự và cái sự quyết tâm nỗ lực của cán bộ chiến sĩ. Một quyết tâm của cán bộ chiến sĩ ngày đó là nó khi như chúng tôi về trường nó còn rất là thơ áo, nhưng khi về cái đơn vị này thì cái công việc mà làm ở đây ấy, thì nó được ngày đi. Ngay lập tức lực lượng khám nghiệm hiện trường cùng đội điều tra trọng án của quận Cẩm Lệ và thành phố Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường. Sau khi các điều tra viên khám nghiệm hiện trường và thi thể trong bao bố, nạn nhân được xác định là nữ khoảng trên 50 tuổi, bị bỏ vào bao bố, rồi cột một khối đá to, chìm xuống dưới đáy sâu. Thi thể đang ở vào một giai đoạn phân hủy mạnh, không giấy tờ tùy thân. Tôi với cái anh Hằng đó là lội dưới cái hồ, thì xem thử cái xác nó có thể vứt từ trên cái nhà nó trôi xuống hay không. Tức là mình xác định là cái bằng cái xác mà cái bao nó có khả năng nó trôi xuống đó hay là vứt tại đó. Thì cái hộp cái con kênh đó là nó rất là bẩn, nó tại thành phố như đổ ra mà mình ngồi ở trên là mình không tưởng tượng được, chứ đừng nó phải lội, mà bắt buộc phải lội chứ không được ngồi trên cái thuyền mình bơi thì còn dễ rồi, phải lội xuống làm gì, để mình xem được cái độ vướng cỏ rong rêu đồ nó vướng, nó có thể nó mang cái xác này trôi xuống không. Tuy nhiên, trước những tin đồn gây hoang mang ảnh hưởng đến cuộc sống của quần chúng nhân dân, đồng thời với lòng yêu nghề, sự day dứt trước cái chết bí ẩn của người phụ nữ xấu số, các cán bộ điều tra của đội trọng án quận Cẩm Lệ cũng như công an thành phố Đà Nẵng quyết tâm phải phá nhanh nhất có thể để lập lại an ninh trật tự. Vào thời điểm những năm 1987, khi đó khoa học kỹ thuật hình sự chưa phát triển, chính vì thế không có sự hỗ trợ kỹ thuật công nghệ cao như bây giờ. Nên để phá được án, các điều tra viên đã phải chạy đua với thời gian, soi kỹ lưỡng từng chi tiết tại hiện trường, cũng như từng dấu vết còn sót lại để mong tìm bằng được một mảnh chi tiết dù là nhỏ nhất trên thi thể đang giữa nát. Và không phụ công lao của các cán bộ điều tra, khi một chi tiết vô cùng đắt giá đã lộ ra. Chi tiết quý giá ấy là một hạt lúa đã lên mầm phía trong bao bố. Từ chi tiết nhỏ nhưng vô cùng quý giá này, bước đầu các điều tra viên nhận định nạn nhân có thể là người buôn bán lúa gạo, hoặc ít nhất cũng là liên quan đến những người làm nghề này. Cái quý nhất của người trinh sát đó là vốn quý là có mặt ở hiện trường cách kịp thời. Cái quý thứ hai là biết vận động về vấn đề quần chúng nhân dân xung quanh khu vực hiện trường để người ta giúp đỡ và cảm tác. Cái quý thứ ba là quý quá trình khám nghiệm, đặc biệt cái này nó không liên quan đến cảnh sát hình sự,
Nhưng cảnh sát hình sự bao giờ cũng chỉ huy trên cuộc khám nghiệm, thì đề nghị khoa học kỹ thuật phải tỉ mỉ và cẩn thận xem tất cả xung quanh tới cái hiện trường đó có những cái vật gì cảm thấy rằng nó không nằm trong cái tự có ở cái sự vật hiện trường gây ra tại nơi đó, mà có thể xây dựng từ nơi khác đến, thì phải được tỉ mỉ thu giữ, phải được bảo quản chi tiết. Những cái đó nó giúp cho cái quan điều tra sau này để khẳng định tính chất của vụ án và những cái vật dụng để mà phục vụ trong cái vấn đề là đối tượng gây án. Từ việc nhận định nghề nghiệp cũng như là mối quan hệ của nạn nhân thông qua chi tiết vụ hạt lúa nảy mầm trong chiếc bao bố, ngay lập tức các điều tra viên đã rà soát những người làm nghề này. Và từ đây, một manh mối quan trọng tiếp tục được mở ra. Khi phát hiện một phụ nữ tên là Lại Thị Sự, 53 tuổi, ngụ tại quận Hải Châu, đã đi đâu nhiều ngày không rõ. Ngay lập tức, người thân của người phụ nữ trên nhận diện từ những dấu vết còn sót trên thi thể của nạn nhân người thân, đã xác định đây chính là bà Sự. Nếu tôi nghĩ rằng một cái bao tải thì thường người ta đựng những cái vật này vật khác. Cho nên là nếu mình dạt đi thì phá mất hết. Vì trong cái bao thì tôi thấy rằng có những cái lớp mà nó nhài, tôi bợ lên tôi biết. Nó lớp nhài nó khác thường với cái thối rữa của thịt. Vì tôi đã làm nhiều vụ án rồi. Thì cái lớp nhài nó là gì chưa chứng minh được. Cho nên tôi đề nghị các đồng chí khoa kỹ thuật là không được dạt cái bao này mặc dù hôi thối vẫn đem về. Thì đem về sau này nó khô lại rồi thì để xác định thì cái lớp nó là gì. Nút thắt đã mở, nhưng nguyên nhân về cái chết của bà Sự vẫn còn là câu hỏi lớn. Và để xác định nghi phạm không phải là chuyện dễ dàng, bởi mối quan hệ của nạn nhân cực rộng, nhiều mối làm ăn, hàng ngày gặp hàng trăm người mua bán. Tuy nhiên sau khi các điều tra viên tìm hiểu về thân nhân của nạn nhân thì nhận thấy thực tế nạn nhân là một người giàu có, với cả một gia tài kếch xù. Từ chi tiết này thì các điều tra viên đã đặt ra giả thuyết đây có thể là một vụ án giết người cướp của, phi tang thi thể. Các cán bộ điều tra của đội trọng án đã nhanh chóng triệu tập hàng trăm đối tượng hình sự tại Quảng Nam, Đà Nẵng để sàng lọc và truy tìm đối tượng khả nghi. Nhưng một lần nữa, nút thắt của vụ án đã không được mở, bởi trong suốt quá trình điều tra, sàng lọc, không tìm thấy một manh mối nào liên quan đến cái chết của nữ đại gia. Khi đó, Trung úy Nguyễn Đức Hòa, Trung tá Lê Lai, điều tra viên Công an thành phố Đà Nẵng là những cán bộ đã trực tiếp thực hiện kế hoạch sàng lọc các mối quan hệ, những hiểm nghi khác xung quanh nạn nhân. Trong quá trình sàng lọc nhận thấy nghi vấn về mối quan hệ của nạn nhân với người lái xe. Quy luật với lại thị sự thì thường thường là buôn bán làm ăn, đi mua lúa gạo, đi mua bột mì và có mối quan hệ với lại anh Trương lái xe tải. Thì nhìn quanh từ khu vực nhà dưới đến tất cả các bàn ghế bức tường thì thấy cũng cái đường hoàng không có gì xáo trộn. Thì trên bức tường là có những cái dấu nhớt, nghi là có những cái trượt của những bàn chân. Từ nguồn thông tin về những nghi vấn trong mối quan hệ của nạn nhân với người lái xe mà hai đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Đặng Ngọc Tiến thu thập được, một nhóm điều tra viên ngay lập tức được cử đi tìm hiểu về mối quan hệ giữa người lái xe có tên là Nguyễn Văn Trương, 47 tuổi, với nạn nhân và người vợ tài xế là bà Trương Thị Hoa, 45 tuổi. Sau một thời gian lang thang theo dõi xung quanh căn nhà của người tài xế, các trinh sát đã bất ngờ phát hiện ra một chi tiết rất đắt. Đó là tại khoảnh đất ngay dưới máng xối nhà bà Hoa. Không hiểu sao lại có một vết hõm xuống in hình khối đá này. Và khối đá này có hình dạng trùng khớp với khối đá đã dùng để cột xác nạn nhân. Phải chăng khối đá dùng để cột xác nạn nhân vứt xuống sông với khối đá bị mất tại nhà người tài xế là một?
Từ chi tiết đáng ngờ này, lập tức các điều tra viên đã xác minh vợ chồng người tài xế. Mặc dù ban đầu người vợ của người tài xế luôn chối cãi, quanh co và không hợp tác, nhưng chỉ sau một tiếng đồng hồ đấu trí, người vợ của người tài xế đã phải thừa nhận hành vi tội ác của mình. Đây là những cái vật chứng cụ thể. Cái thứ nhất khẳng định lại là một cái bao này là do gia đình Trương có, vì Trương đã từng vận tải lúa gạo và bột mì. Cái thứ hai là cục gạch này chính là của cái trụ đặt ra đó, mà đối tượng Nam và Tăng dùng cục gạch này bỏ vào bao tải. Thì sau này đối chiếu với vụ án, đối chiếu với lời khai của Nam và Tăng, đối chiếu lời khai Nam và Lời thì đều khớp cả, thì giúp cho cái lực lượng trinh sát phá án nhanh và giúp cho khoa kỹ thuật cũng đảm bảo được cái khâu giám định về vấn đề vật chứng một cách khách quan và trung thực nhất. Sau khi thừa nhận hành vi tội ác của mình, bà Hoa đã khai với các cán bộ điều tra nguyên nhân ra tay sát hại bà Sự là do phát hiện chồng mình cặp bồ với bà chủ, nên bà đã nổi máu ghen tuông giết hại tình địch rồi phi tang xác bằng cách vứt xuống sông. Từ lời khai của bà Hoa thì có thể thấy động cơ gây án là đã rõ. Tuy nhiên theo nhận định của các điều tra viên, bà Hoa sẽ không thể thực hiện vụ sát hại một mình, mà chắc chắn phải có đồng phạm, bởi một mình người phụ nữ không thể nào tự ra tay rồi phi tang xác của nạn nhân một cách tàn nhẫn như vậy. Các điều tra viên cũng nhận định đối tượng đứng đằng sau cùng tham gia vụ sát hại này phải khá chuyên nghiệp và hết sức liều lĩnh. Cũng trong lúc này, bất ngờ một trinh sát đã tình cờ tiếp nhận được một nguồn thông tin về một nhóm đối tượng trong băng cột cờ trộm cắp có sử dụng súng K-59. Từ nguồn thông tin này thì ban chuyên án tiếp tục lại có thêm một mối mở khi các trinh sát biết được bà Hoa có một cô con gái 17 tuổi đang cặp bồ với thanh niên trong băng nhóm cột cờ. Lúc này các trinh sát đã theo dõi mọi hành tung của băng cột cờ. Và sau nhiều ngày theo dõi không biết mệt mỏi, các trinh sát đã có đủ cơ sở để khẳng định đối tượng cầm đầu và cặp tình nhân con gái đối tượng Hoa có liên quan đến vụ án. Lập tức các trinh sát đã phối hợp cùng với lực lượng công an vây bắt và đưa toàn bộ băng nhóm cột cờ về trụ sở. Tại trụ sở công an, trước những chứng cứ cũng như lý lẽ sắc đáng mà các điều tra viên đưa ra, tất cả các đối tượng đã nhanh chóng cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của con gái đối tượng Hoa, khi biết ba mình có mối quan hệ tình cảm với bà chủ, cô đã khuyên nhủ nhưng ông bỏ ngoài tai. Nhìn thấy mẹ buồn rầu về chuyện của ba, cô thấy thương cho mẹ. Và mọi chuyện dường như đã quá sức chịu đựng đối với mẹ. Khi ba đăng tâm công khai chuyện tình cảm theo nhân tình và bỏ rơi gia đình, lúc này cô được mẹ cầu cứu. Nhìn người mẹ đau khổ, cũng như sự vô tâm của người cha, cô đem chuyện buồn của gia đình tâm sự với người yêu và nhóm bạn trong băng cột cờ. Nghe những lời tâm sự của người yêu cộng với sẵn máu coi trời bằng vùng, hai thanh niên trong băng nhóm cột cờ liền lên phương án xử người đàn bà cướp chồng.
có được sự ủng hộ của con gái cũng như sự tiếp tay của hai gã thanh niên, bà Hoa đã nhanh chóng tìm được phương án xử tình địch. Với phương án lên sẵn, vào chiều tối của một ngày năm 1987, lợi dụng lúc chồng đi vắng thì bà Hoa đã gọi tình địch đến nhà chơi, với lý do để trả tiền hàng đỡ mua. Phải nói thêm rằng hai người đàn bà này tuy không bằng lòng nhưng ngoài mặt vẫn buôn bán với nhau. Chính vì điều đó mà bà Sự đã không mảy may nghi ngờ chạy xe máy đến thẳng nhà bà Hoa mà không biết là mình đang đi vào chỗ chết. Không hề mảy may nghi ngờ, bà Sự vẫn bình thản ngồi nói chuyện với bà Hoa, mà không biết phía sau hai nam thanh niên đã phục sẵn, lấy giày xiết cổ, vác tảng đá đập lên trên đầu bà Sự. Bị tấn công bất ngờ, bà Sự không kịp phản ứng, chết tức tưởi, không kịp kêu lên một lời. Sau khi biết chắc bà Sự đã chết, nhóm sát nhân nhanh chóng cho thi thể vào chiếc bao bố đã chuẩn bị sẵn, rồi cột dây vào chính tảng đá vừa dùng để đập vào đầu bà Sự. Xong xuôi đâu đấy, chúng đã nhanh chóng chở chiếc bao ra vứt ở cầu Đò Su. Cuối năm 1987, vụ án được đưa ra xét xử công khai tại phường Hòa Cường, quận Hải Châu. Ba thanh niên do đi gây án đang ở tuổi vị thành niên nên chỉ nhận bức án từ 10 đến 15 năm tù giam. Hiện tất cả đều đã chấp hành xong hình phạt. Tôi nghĩ rằng có người sống ra thì thiện, không ai ác cả. Nhưng mà cái hạnh phúc là cao cả, bởi vì một cái xã hội mà ổn định và phồn vinh thì trong đó những cái gia đình, cái tế bào của xã hội đó phải được ổn định, phải được hạnh phúc, phải được hài hòa, phải được đầy cái tính nhân văn. Cho nên cái việc tôi nghĩ rằng cái mối quan hệ ngùa lùn vụng trộm giữa gọi là người ta bỏ theo trai hoặc là theo gái thì tôi khuyên rằng bởi vì không ai muốn cái ác đến với mình, nhưng họ sợ mất đi những cái thiêng liêng nhất, mất đi những cái vốn quý nhất của hạnh phúc gia đình. Họ có thể làm những vấn đề gì đó bất chấp về luật pháp. Họ nông cạn, họ không nghĩ đến hậu quả về sau này. Thì tôi khuyên rằng nếu có những cái gia đình và những cái trường hợp đó thì cũng nên bình tĩnh, cũng nên sáng suốt để mà gặp gỡ, trao đổi bằng những biện pháp tình cảm, cảm hóa, bằng các đoàn thể, bằng địa phương, bằng các cái tổ chức xã hội để giúp cho để người ta nhận thấy được những cái mối tình đó là sai trái, để cắt đứt, để không còn mối quan hệ. Có thể tình yêu không có tội trong bất cứ trường hợp nào, nhưng có lẽ bản thân mỗi con người đều cần nhìn nhận rõ về thứ tình yêu mà họ đang theo đuổi ấy có khiến người khác bị tổn thương. Và trên hết, nó có thuộc về mình hay không? Bởi có một điều khẳng định chắc chắn rằng đằng sau hầu hết những mối tình tay ba bao giờ cũng là đau khổ, nước mắt và cả một sự trả giá đắt, chứ không thể nào là một niềm hạnh phúc. Trước hết có thể thấy là người trong cuộc họ sẽ chẳng thể có được cuộc sống bình yên nữa.
nạn nhân của những cuộc án mạng xuất phát từ mối tình tay ba sẽ phải khép lại cuộc sống của mình khi còn biết bao nhiêu dự định tương lai chưa được thực hiện. Còn những tội nhân tước đoạt mạng sống của người khác sẽ phải chịu sự trừng phạt đích đáng của pháp luật cũng như của tòa án lương tâm. Không chỉ là nước mắt của những người trong cuộc mà người thân của những nhân vật trong câu chuyện tình tay ba cũng phải sống một đời trong điều tiếng và dây dứt. Người nhà nạn nhân thì đau khổ tuyệt vọng, người thân của kẻ mang tội giết người thì ê chề nhục nhã. Người lớn liên quan đến vụ án mạng xuất phát từ nguyên nhân tình tay ba đau khổ đã đành, nhưng để những đứa con phải liên lụy đến vụ việc ấy mới thật sự là điều bất hạnh. Cả cuộc đời của những đứa con ấy rồi cũng sẽ theo một gã rẽ khác bởi lỗi lầm do những người làm cha làm mẹ của chúng gây ra. Bi kịch đã có nhiều, những tấm gương tày liết cũng không ít. Không biết những người trước khi dấn thân vào cuộc tình đó có để cho bản thân được tĩnh lặng, suy xét về những hậu quả tất yếu xảy ra đằng sau mối tình tay ba hay không. Nhưng sự cuồng suy tình ái vẫn cứ tiếp tục che mắt nhiều người. Đã bao nhiêu ngày đêm còn xót xa trước cái chết của Hà, trước sự đau khổ của hai bác, sự tàn ác và vô tri của con đã cướp đi một mạng sống vô tội, đã để lại cho gia đình hai bác nỗi đau mất mát khôn cùng. Cái chết của Hà và quá khứ tội lỗi đấy cứ giày xéo lên con từ đấy đến giờ. Con có sao cũng được, nhưng một nỗi buồn vô tận là chính đôi tay độc ác của con đã cướp đi người con gái thương yêu của hai bác, để lại hai bác cô đơn giữa cuộc đời này. Bản thân con đã tự đánh dấu lên cuộc đời mình một vết nhơ không thể nào rửa sạch được. Về thi hành án tại trại giam Tống Lê Chân, lứa tuổi đẹp đẽ nhất của đời người, Nguyễn Thị Ái Thương vùi chôn tuổi xuân bằng bản án chung thân vì tội giết người. 6 năm qua là những tháng ngày Thương sống trong nỗi ân hận tột cùng. Tội lỗi khủng khiếp dằn vặt Thương đến từng bữa ăn giấc ngủ. Mỗi ngày, Thương trải qua đủ thứ tâm trạng, đủ thứ cảm xúc, bàng hoàng, sợ sệt, đau đớn, xen lẫn ân hận. Thương ước gì có thể chết thay từ khi nghe tin Hà không qua khỏi, để không phải đối diện với sự thật rằng cô đã cướp đi mạng sống của người con gái duy nhất còn lại của một gia đình.
Những dòng chữ trong lá thư gửi lời xin lỗi mà cô muốn gửi tới gia đình nạn nhân, chứa đựng niềm ân hận khôn nguôi và lời xin lỗi dẫu rằng đã quá muộn. Nhưng đây là cách duy nhất cô có thể làm lúc này để lương tâm có được chút thanh thản. Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất đỏ nổi tiếng với những dãy cà phê chủ phú, thường sớm mồ côi cha, trải qua một tuổi thơ nhiều nỗi buồn bên người mẹ tảo tần đau yếu. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 với mong ước đỡ đần kinh tế với mẹ, Thương rời Buôn Ma Thuột vào thành phố Hồ Chí Minh. Trước tiên, Thương làm hồ sơ xin học tại một trường đào tạo nghề với mong muốn sau này có việc làm ổn định. Trong thời gian chờ đợi, được một người bạn giới thiệu, Thương đi làm công nhân để có tiền trang trải cuộc sống. Không lâu sau, ở chính nơi này, Thương quen với Lê Văn Thơm, sinh năm 1990, ngụ tại Cà Mau và đem lòng thương mến. Ngược lại, Thơm cũng thường xuyên qua lại phòng trọ của Thương chơi. Đôi bạn trẻ đều cảnh xa nhà, thương mến nhau cũng là điều dễ hiểu. Một mối tình chớm nở giữa xóm trọ đáng ra phải là khởi nguồn của một cuộc hôn nhân gia đình hạnh phúc sau này. Nhưng vào ngày 22 tháng 5 năm 2011, khi cả nhóm công nhân kéo nhau đến nhà một anh trong công ty ăn tiệc, thì Thương hoàn toàn sửng sốt khi thấy bạn trai mình chở Trần Thị Phương Hà, sinh năm 1993, đến tham dự. Hà sinh ra trong một gia đình cũng đặc biệt ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Anh trai Hà chết rất trẻ trong một cơn đột quỵ. Bao nhiêu tình thương yêu, kỳ vọng bố mẹ đều dành trọn cho Hà. Hôm đó, Hà xin phép mẹ đi chơi với bạn, chứ bà nào có biết con gái đang có tình ý gì với ai. Ổng cưng nó lắm. Nó đi học về ha, đồ áo dài của nó để ba giặt cho. Không cho nó giặt nữa. Khi nào không phải để cho nó giặt, nó phải tự làm. Vì vậy nó hơi để nó đi, để ba giặt. Rồi chén ăn cũng vậy nữa. Biểu nó rửa, ổng nói thôi để ba rửa. Rồi rửa dơ, rồi biết kiểu chén có chất không. Đó là ổng dành ổng làm. Thành ra cô thì trang nó thì ổng lại đỡ nó. Nó là như vậy. Chứ nó hiền lắm mà ở nhà không hả? Không có bè bạn gì mà hay là nó chanh chua hay gì hết á. Nó nói rồi nó cười hả? Nó hiền lắm. Hà và Thương chạm mặt nhau ở bữa tiệc. Hà thì không biết gì, còn Thương thì rất uất ức vì nghĩ rằng Thơm bắt cá hai tay, phản bội mình. Tôi và Hà gặp nhau cũng vài lần, rồi cái giống như là tôi không biết là Thơm lừa dối, tôi cứ nghĩ là Thơm thật lòng. Cái lúc mà biết ra thì Thơm cứ nói là Hà cũng biết chuyện này, nên tôi cứ nghĩ là cả hai người cùng dối để mà gạt tôi. Những tưởng chuyện chỉ dừng lại ở đó, nào ngờ trong một lần Thương đang nhậu cùng đám bạn thì Thơm và Hà lại cùng xuất hiện, khiến cho sự ganh tị trong Thương lại có dịp bùng phát. Và rồi trong phút chốc không kiềm chế được bản thân, Thương đã vớ lấy con dao, bất ngờ đâm vào người Hà. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng Hà đã chút hơi thở cuối cùng. Chuyện chỉ có vậy. Động cơ giết người chỉ có ghen, ghen cộng với giận bằng một nhát dao. Nhưng nhát dao oan nghiệt ấy không đơn giản chút nào. Nó đã cướp đi một sinh mạng của một cô gái đang tuổi xuân thì, cướp đi tuổi trẻ tương lai của hung thủ
và giáng xuống những bậc sinh thành một nỗi đau không dễ gì gượng dậy. Hơn ai hết, Thương là người hiểu rõ mẹ đã khổ sở với việc sớm mất chồng và chứng bệnh tim dày vò hàng chục năm qua. Bởi thế từ lúc bị bắt đến khi bị kết án tù chung thân, Thương vẫn giấu mẹ mọi chuyện vì sợ bà không chịu được sự thật khủng khiếp rằng con gái bà là kẻ sát nhân và phải trả giá bằng cả tuổi xuân sau cánh cổng trại giam. Nhưng rồi không lâu sau, mẹ Thương cũng biết chuyện. Dẫu rất giận nhưng bà chỉ biết khóc. Còn nói được gì đây khi con gái trước mặt mà cách nhau như ngàn dặm? Còn làm được gì khi nạn nhân đã vùi sâu 3 tấc đất chỉ vì một phút nông nổi, nhân danh tình yêu mà ra nông nỗi này? Cái lúc mà tuyên án với chung thân mình, lúc đó mình muốn chết chứ không muốn sống. Thật sự tại vì tuổi thì cũng nhỏ. Mẹ thì già rồi, gia đình thì không còn ai, chồng con thì cũng không có. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống không có gì để mà níu giữ mình hết. Mình muốn đi, thà là mình đi theo Hà để mình cảm thấy mình nhẹ nhàng. Mà mình nghĩ lại mẹ mình năm nay cũng 60 rồi, mình sách giỏ thăm nuôi mình, trông chờ chỉ được nhìn mình thôi. Nên mình phải ráng, chứ kêu cái mức án đó mình không còn gì hết. Chung thân thì biết ngày nào mới được trở về. Hơn 6 năm kể từ buổi tối định mệnh, vĩnh viễn mang đi đứa con gái duy nhất còn lại. Cha mẹ Hà vẫn day dứt vì đã không hay biết chuyện tình của cả con gái để kịp thời khuyên can. Lúc nhận được tin con gặp nạn, ông bà thấy đất trời như sụp đổ, không còn hy vọng và bất cứ niềm tin nào vào cuộc sống. Xảy ra cái chuyện đó rồi, thì cái chú Thơm đó, chú mới lấy cái điện thoại của con Hà và gọi về nhà. Bác xin ơi, con Hà nó bị vậy rồi, bác xin đến bệnh viện quận 12 đi. Thì tôi mới chở vợ tôi đi đến bệnh viện 12, thì bác sĩ nói là cháu trên đường tới đây là đã mất rồi, không cứu kịp. Trời, lúc đó tôi chỉ bủng rủng tay chân luôn, tôi không còn biết gì hết. Vợ tôi ngất lên ngất xuống, nó xỉu luôn. Con tôi, lúc đó tôi không còn biết gì hết. Nỗi đau quá lớn thì oán hận lại càng dày. Cũng dễ hiểu khi mà suốt một năm đầu mất con, vợ chồng ông Sinh không muốn tiếp nhận lời xin lỗi từ phía gia đình hung thủ và đặc biệt là không muốn ai nhắc đến cái tên Ái Thương. Thế rồi, thời gian dần trôi, suy đi nghĩ lại, vợ chồng ông cũng đã mở lòng khi biết gia đình Thương có một người mẹ già đau ốm triền miên. Gia cảnh cũng khó khăn, thiếu thốn trăm bề, còn Thương thì lại còn quá trẻ. Tò hỏi chứ bây giờ gia đình nạn nhân còn có lời gì để nói không? Cái tôi mới nói với bây giờ, tôi nói xin thưa quý tòa, bây giờ cô Thương này có đi tù hay là cô có chung thân đi nữa, con tôi nó cũng chết rồi. Thôi giờ tôi muốn xin tòa là cho cô ấy có ngày về. Rồi cái tòa mới hỏi thêm chứ, rồi gia đình nạn nhân á có muốn đền bù bao nhiêu? Cái thì lúc này vợ tôi nó nói, trong lúc cái vợ tôi nó cũng khổ quá đi, nó nói tôi bây giờ á thì để mà cho 50 triệu để cho vợ chồng tôi để mà phụ cái tiền mà mai táng ở đây nè, tiền hòm tiền này cái nọ. Nhưng mà nói chứ 50 triệu thì cũng không thấy là đưa 50 triệu, mà mấy năm trời không đưa 50 triệu gì hết. Cái bữa đó là cái anh của cô Thương đó mới chở bà mẹ tới đây, mới nói là mẹ cô Thương đây bây giờ cũng bệnh nặng quá, cũng bệnh tim bệnh gì đó, mà bố thì cũng chết lâu rồi. Lúc đó bà mới đưa ra 20 triệu, bà đưa cho 20 triệu trong cái bao thư à, mà bà nói là bà bệnh hoạn quá. Tôi nói thôi, nếu mà chị nói chị bệnh quá không có tiền thuốc men mà ở Đắk Nông Đắk Lắk gì trên đó thôi chị cắt cái số tiền này lại đi. Chứ bây giờ số tiền này tôi, vợ chồng tôi thì cũng xây trở được rồi.
Con cảm thấy áy náy khi gia đình con chỉ có thể khắc phục một phần của bản án dân sự mà không thể thường xuyên lui tới an ủi động viên hai bác. Nếu có ngày về, con ước được trực tiếp làm những điều ý nghĩa cho hai bác, thay hà báo hiếu hai bác lúc tuổi cao sức yếu. Nhưng với hoàn cảnh thực tại của mình, con chỉ cầu mong hai bác được khỏe mạnh và may mắn trong cuộc sống. Nhận được thư thương gửi, vợ chồng ông đã đọc nhưng cũng không muốn dối lòng là có thể hoàn toàn tha thứ cho cô. Nói giận thì cũng không phải là mình không giận, mình cũng giận từ tại sao nó làm như vậy thôi. Nhưng mà tha thứ thì cô cũng tha cho nó. Nhưng mà nó phải ráng phấn đấu, nó làm sao để cho nó được giảm án, nó nhẹ tội cho nó. Chuyện mà nói giờ chăm sóc tuổi già này kia nọ thì bây giờ nói á, cũng nó xin tôi xin phép nói rõ. Bây giờ tôi cháu và kêu bằng chú bằng bác thì nó có. Bây giờ một cuộc điện của tôi gọi đến cái nào nó sẽ tới đây liền, nhưng mà tôi không muốn con. Vợ chồng mình là tuổi già sẽ lo với nhau thôi. Đó. Còn bên vợ cũng vậy, cháu kia bằng cậu, bằng dưỡng gì đó cũng có. Nhưng mà thôi, cái chuyện đó thì thôi để từ từ đi ha. Cô thương cổ mong sao là cổ về đi, rồi cổ lo gia đình cổ trước đi đã. Rồi thỉnh thoảng cổ đến đi chơi cũng được. Chị gửi thư về, chị xin lỗi mẹ với ba. Thì con cũng tha thứ cho chị đi. Ba mẹ lúc nào cũng thương nhớ con hết á, chứ không có quên đâu. Nhưng mà cái chuyện của chị thì chị cũng trả giá rồi đó. Thành ra con phải yên tâm đi, ba mẹ cũng mạnh giỏi. Con phù hộ cho ba mẹ nhiều sức khỏe. Con cũng đừng hận thù chị nữa. Con phải xá đi. Con phải buồn, mình buông xả hết đi. Đừng có thù hận nữa. Và chỉ phù hộ cho chị đi. Cho chị làm tốt, công tác tốt, phấn đấu tốt, để chị được ra về. Không chỉ riêng Thương, hình như giới trẻ ngày nay nhiều người đang vì một chữ tình, nhân danh một chữ tình mà ngày càng manh động. Vì dứt tình không được, một nữ sinh tương lai rộng mở như Kim Anh đã hẹn gặp người tình đi chơi với anh ta. Để rồi sau đó, chỉ một nhát dao ngay cổ trong xe Lexus người tình của cô đã mất mạng. Và bản thân cô lĩnh án 14 năm tù. Vì không muốn dứt tình,
Vũ Văn Thành ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa đã đột nhập vào phòng trọ, khống chế bạn gái, đòi nối lại tình cảm song không thành. Trong cơn điên tình, hắn đã bóc cổ bạn gái đến chết rồi tự kết liễu cuộc đời mình. Ý định tự sát không thành, giờ hắn đã phải đối diện với tội ác đã gây ra. Vì hận tình, Lê Thị Bình ở Hà Giang đã chút hàng chục nhát dao xuống người tình khi biết anh ta đã có gia đình nhưng vẫn lợi dụng tình cảm của mình trong nhiều năm. Hà được cơn giận cũng là lúc Lê Thị Bình phải đối mặt với bản án 18 năm tù giam. Vì ghen tuông mù quáng, Trần Minh Tấn ở Hải Dương đã sát hại dã man bạn gái tại chính ngôi nhà của gia đình mình rồi bình thản tới cơ quan công an tự thú. Đừng bao giờ giải quyết giống như em. Mà lúc mà người ta bỏ mặt mình á, thì mình phải sống như thế nào để mà người ta phải thấy hối tiếc khi mất mình. Chứ đừng bao giờ nghĩ là ngày hôm nay mình bằng được, mình phải có được cái gì điều đó, có được cái người đó, chưa chắc người đó đã tốt. Trong cuộc đời có rất nhiều người tốt hơn. Biết đâu mình bỏ qua cái tốt đó, cái tốt đối với mình lúc đó, mình nghĩ cái đó là tốt mà, thì mình bỏ qua cái tốt đó mình lại được cái xuất sắc hơn. Giá như Thường giác ngộ được điều này sớm hơn, không sớm một thân một mình rời quê hương lên Sài Gòn lập nghiệp, thì cũng phải từ lúc bước chân vào mối quan hệ tình cảm với Lê Văn Thơm. Đặc biệt là khi đã phát hiện anh bắt cá hai tay. Nếu được vậy, thì giờ đây cô đã không phải ngồi trong bốn bức tường giam và thốt lên những lời ân hận muộn màng. Một sinh mạng đang căng tràn nhựa sống đã không vô cớ bị tước đoạt. Và những đấng sinh thành đã không phải sống phần đời còn lại trong cô quạnh. Qua cái sự giáo dục của ban giám thị và hội đồng cán bộ thì phạm nhân đã nhận thức được cái lỗi lầm của mình. Và từ đó thì phạm nhân quyết tâm khắc phục hậu quả, tích cực lao động học tập. Và từ năm cuối năm 2014 cho đến nay thì phạm nhân liên tục được xếp lại cải tạo tốt. Trong lao động thì hoàn thành vượt chỉ tiêu định mức công việc được giao. Thì qua cái nắm bắt tư tưởng của phạm nhân thì tôi thấy là phạm nhân cũng đã an tâm tư tưởng cải tạo. Chúng tôi vẫn thường xuyên là gặp gỡ động viên phạm nhân tích cực lao động học tập để sớm trở về với gia đình xã hội, nhận được sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Dẫu muộn vẫn còn hơn không, bởi ít nhất sự giác ngộ của Thương sẽ giúp bản thân cô tích cực hơn trong suy nghĩ và hành động để vượt qua những ngày tháng trả án còn rất dài phía trước. Và biết đâu sự giác ngộ ấy còn là một bài học cảnh tỉnh những bạn trẻ đang và sẽ chuẩn bị bước vào mối quan hệ tình cảm.